Xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Xe Việt. Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Kia Sportage. Mẫu xe này là mẫu xe SUV 5 chỗ gầm cao của Kia. Trong phân khúc SUV 5 chỗ này có sự cạnh tranh rất là gay gắt. Nhiều mẫu xe giảm tiền mặt cực kỳ nhiều, ví dụ như Hyundai Tucson giảm tầm 60 triệu tùy từng phiên bản. Ford Territory giảm khoảng gần 100 triệu cũng tùy từng phiên bản vì là thị trường tại thời điểm này rất là chậm, sức mua của anh em khách hàng là yếu. Đồng thời có Mazda sinh 5 vừa mới ra mắt, có giá bán chỉ có hơn 700 triệu một chút thôi. Như vậy hiện tại anh em nào đang tham khảo dòng xe SUV 5 chỗ thì anh em có rất là nhiều sự lựa chọn phù hợp với nhiều ưu đãi tại thời điểm này và sự lựa chọn là của anh em tùy vào nhu cầu và sở thích của anh em. Anh em lựa chọn xe nào cho phù hợp. Còn những thông tin giá cả em đưa ra là để anh em có cơ sở tham khảo. Và trong view này mời anh em cùng xem chi tiết về chính sách bán hàng của các phiên bản Kia Sportage tại thời điểm tháng 8 anh em dựa vào những thông tin, những phiên bản Kia Sportage anh em so sánh với các mẫu xe như em vừa đề cập ở trên, em cũng đã làm video trong kênh xe Việt rồi. Anh em so sánh, anh em cân đối và lựa chọn xe phiên bản xe cho phù hợp. Mời anh em cùng xem chi tiết video. Kia Sportage được nhà máy lắp ráp và phân phối với 3 tùy chọn động cơ. Động cơ xăng thường 2.0, động cơ dầu 2.0 và động cơ 1.6 turbo. Cụ thể có các phiên bản so. Đối với động cơ xăng thường 2.0, phiên bản thấp nhất đó là phiên bản 2.0 Luxury, phiên bản thứ hai đó là bản Premium, phiên bản thứ ba đó là phiên bản Signature, phiên bản thứ tư đó là Signature Elite. Đối với tùy chọn động cơ dầu có hai phiên bản đó là eSported 2.0 máy dầu bản Signature và 2.0 máy dầu bản Signature x Đối với tùy chọn động cơ 1.6 turbo máy xăng cũng sẽ có hai phiên bản đó là Kia Sportage bản 1.6 turbo Signature và 1.6 turbo Signature x Chính sách bán hàng của Kia phân vùng thị trường, anh em ở địa phương nào mà có showroom của Kia rồi thì anh em chỉ được phép mua xe nơi đó. Anh em nào ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì anh em liên hệ trực tiếp với đội ngũ nhân viên bên em tại hai cơ sở. Bên em có hai cơ sở ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ cho anh em. Hình thức mua bán anh em sẽ có hai hình thức đó là mua trả thẳng và mua trả góp và cụ thể em sẽ cập nhật chi tiết từng phiên bản trong phần tiếp theo của video mời anh em cùng xem tiếp. Mời em cùng đến với tùy chọn động cơ 2.0 máy xăng động cơ thường thì có 4 phiên bản. Phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật cho anh em đó là 2.0G Luxury. Tại thời điểm tháng 8 này anh em được giảm khoảng hơn 60 triệu và cụ thể chính sách bán hàng tháng 8 này như sau. Giá bán nguyên xe cho anh em là 859 triệu tặng kèm anh em dán kính thảm để chân và túi cứu hộ ngoài ra anh em ở hà nội và trong thành phố hồ chí minh sẽ có cơ chế giá tốt hơn cho anh em với giá bán 859 triệu chi phí lan bánh ra biển số tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau anh em nào ở hà nội sẽ là 937 triệu anh em nào ở sài gòn là 927 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 917 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 908 triệu Chi phí trên đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước. Anh em có thể nhìn trên màn hình. Đây là những khoản có hóa đơn chứng từ rõ ràng cho anh em. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp, số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 206 triệu. Anh em nào ở Sài Gòn là 197 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 187 triệu. Và anh em ở các tỉnh áp 1200 thuế là 178 triệu. Ngoài ra anh em sẽ phải chuẩn bị thêm hai khoản chi phí phát sinh trong đó 7 hiểm vỏ năm đầu chỉ giá là 12 triệu thứ hai đó là dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe chọn gói như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 730 triệu tương đương với 85% giá trị xe thời gian vay tối đa 8 năm tối thiểu 3 năm mức lãi suất năm đầu ưu đãi khoảng 0,8% trên một tháng và cụ thể với gói vay 730 triệu gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 14,1 triệu trong đó gốc chia đều là 7,6 triệu trong 8 năm lãi suất tháng đầu tiên là 6,5 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo Phiên bản thứ hai em cập nhật cho anh em đó là chiếc Kia Sportage 2.0 máy xăng bản Premium giá bán tại thời điểm tháng 8 này cho anh em là 889 triệu như vậy cao hơn 30 triệu so với bản Luxury em vừa mới giới thiệu Chính vì thế, chi phí ăn bánh ra biển số anh em cứ mặc định cộng cho em thêm 30 triệu từ chi phí ăn bánh của bản Luxury em vừa mới giới thiệu em xin phép không cập nhật lại Về khuyến mại anh em cũng vẫn được tặng kèm đầy đủ những phụ kiện như trên màn hình Ngoài ra thì anh em nào ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cơ chế giá tốt hơn cho anh em. <laughs> Phiên bản thứ ba em cập nhật cho anh em đó là Kia Sportage 2.0 máy xăng Signature. Giá bán tại thời điểm tháng 8 này là 969 triệu và chi phí lăn bánh tại các địa phương sẽ như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 1 tỷ 051 triệu. Anh em ở Sài Gòn là 1 tỷ 041 triệu. Anh em ở các tỉnh áp trăm thuế là 1 tỷ 032 triệu và anh em các tỉnh áp 10% thuế là 1 tỷ 022 triệu anh em đang có nhu cầu mua trả góp anh em cần phải chuẩn bị số tiền ít nhất như sau anh em nào ở Hà Nội cần chuẩn bị 228 triệu anh em ở Sài Gòn là 218 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 208 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 198 triệu ngoài ra anh em vẫn sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ năm đầu trị giá là 13,5 triệu thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 823 triệu gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 15,1 triệu trong đó gốc chia đều là 8,6 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 6,5 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần <laughs> phiên bản thứ tư và cũng là phiên bản cuối cùng cho tùy chọn động cơ 2.0 máy xăng động cơ thường đó là chiếc Kia Sportage 2.0 máy xăng bản Signature X-Line đối với phiên bản này thì rẻ hơn so với bản Signature 20 triệu Chính vì thế anh em cứ mặc định trừ đi 20 triệu cho em và em xin phép không cập nhật lại. <laughs> Tiếp theo mấy anh em cùng đến với tùy chọn động cơ turbo 1.6 turbo máy xăng thì đối với tùy chọn này có hai phiên bản. Phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật cho anh em đó là Kia Sportage bản 1.6 turbo signature AVD dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Giá bán tại thời điểm tháng 8 là 1 tỷ 024 triệu. Tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện cơ bản như trên màn hình. Với giá bán này, chi phí lăn bánh ra biển số tại các địa phương sẽ như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 1 tỷ 111 triệu Anh em nào ở Sài Gòn là 1 tỷ 100 triệu Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 1 tỷ 092 triệu Và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 1 tỷ 081 triệu Chi phí trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản Anh em có thể xem trên màn hình Và những anh em đang có nhu cầu mua trả góp Anh em cần phải chuẩn bị số tiền ít nhất như sau Anh em nào ở Hà Nội cần chuẩn bị 241 triệu Anh em ở Sài Gòn là 230 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 221 triệu Và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 210 triệu Bảo hiểm thân vỏ năm đầu trị giá là 14,3 triệu Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa 870 triệu Gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 16 triệu Trong đó gốc chia đều là 9 triệu trong 8 năm Lãi suất tháng đầu tiên là 7 triệu Dư đợi cũng sẽ giảm dần và phiên bản tiếp theo cho thủy chọn 1.6 turbo đó là Kia Sportage bản 1.6 turbo Signature X9 giá bán của phiên bản này bằng với phiên bản 1.6 Turbo Signature Chính vì thế em xin phép không cập nhật giá lăn bánh Anh em cứ mặc định lựa chọn một trong hai phiên bản em vừa mới giới thiệu Và đến với tùy chọn cuối cùng đó là tùy chọn động cơ dầu Và phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật cho anh em Đó là Kia Sportage 2.0 máy dầu bản Signature Giá bán tại thời điểm tháng 8 là 1 tỷ 029 triệu Vẫn tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện cơ bản Tiếp theo đó là Kia Sportage bản 2.0 máy dầu Signature Xline Giá bán cũng như bản Signature em vừa mới giới thiệu Đó là 1 tỷ 029 triệu Như vậy các phiên bản máy dầu cao hơn so với phiên bản Kia Sportage 1.6 Turbo là 5 triệu Chính vì thế chi phí lăn bánh anh em cứ mặc định cộng thêm cho em 5 triệu Em cũng xin phép mà không đề cập cái chi phí lăn bánh hay là những thông tin trả góp Anh em nào mà gần những bảng kê chi tiết lăn bánh và trả góp cụ thể cho từng phiên bản nào Thì anh em liên hệ trực tiếp với em em sẽ gửi cho anh em cái bảng kê đó. Hy vọng những thông tin em chia sẻ trong video sẽ giúp ích cho anh em trong việc lựa chọn xe cho so phù hợp. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.